Game tiên hiệp bây giờ càng ngày càng đẹp, đẹp hơn những tựa game bom tấn nữa. Ai mà tin? Không tin thì xem nè, mở game ra, quyền hạn nhiều quá. Cái gì thế này, qua màn hình loading vậy đó? Tin thế nào được? Không tin thì vào đi. Ồ, thật là đẹp đó. Nhân vật kìa, thật là y hệt như quảng cáo. Tôi không tin. Vào đánh quái hả? Không phải chứ, mới đánh con quái rồi sao? Kỹ năng đẹp thiệt đó, bảo kích thì cao nữa. Cực phẩm quá trời luôn. Wow, game này hay quá đi.